Hello các bạn, thì lâu rồi không đi ăn nướng. Hôm nay tôi sẽ đưa nhà tôi và mấy đứa nhỏ đi ăn nướng nhé các bạn. Bây giờ các bạn đi theo chân chúng tôi ra thị trấn quê tôi luôn. Let's go! Tôi đã đến quán ở quán view khá là đẹp nha các bạn nha. Đang chờ đồ ra thì mấy thằng này đã uống nước ngọt rồi các bạn ạ. Thánh nước ngọt đúng là con của tôi các bạn ạ. Thật. Thôn Tép Ốc đúng là con của tôi luôn, thánh nước ngọt luôn. Rồi chúng tôi quay ở đây cho nó hình ảnh nó hơi tối các bạn thông cảm nhá. Đồ đã ra tới đây nhá các bạn ạ. Bây giờ thì chúng tôi chỉ nướng và chiến đấu thôi. Ăn nướng như này thì ngon nhưng mà chỉ tội đợi lâu các bạn ạ. Cái bếp nướng này nó hơi nhỏ nè. Bây giờ tôi sẽ nướng xúc xích cho tôm tép ốc trước các bạn ạ. À, nhìn đồ rất là ngon đấy, em quay sát vào nè. Mặc dù chưa chín nhá. Đây các bạn này, đĩa thịt ngoài đây nữa nè. Wow, rất là ngon nhưng lâu lắm rồi, mấy tháng rồi tôi mới đưa nhà tôi với tôm tép đi ăn đấy mọi người. Tôm tép ốc. Lâu chưa đi ăn quán thôi chứ còn thực ra là ăn nướng ở nhà là cũng mới ăn đúng không? Mua đồ về nhà nướng ở nhà là cũng mới ăn các bạn ạ. Bố xong chưa, con đói lắm rồi. Nhanh lên nhanh lên. Ok, đợi bố một tí nó chưa chín. Ăn tôm này thì chưa chín, em để ăn vô cái. Nào, vô. Các bạn ơi, hai thằng con tôi có lăng thiếu ăn nhậu đấy các bạn ơi, đã biết dù rồi các bạn ạ. Mấy cái cháu cắt tí xúc xích ra. Cắt cho nó nhanh. Để nhanh tí. Nhanh tí. Mùi thơm bốc lên ngon rồi. Ngon không? Ngon. Nó mùi thơm bốc lên. Không ngon. Ngon đấy. Ngon đấy. Cần gái tôi cũng biết ngon. Mẹ thịt đầu tiên đã chín. Đây, rắc xúc xích cho tôm mẹ đây, của tôm mẹ. Tiếp này, nóng đấy, nóng đấy. Đó, đó. Đâu, bắt được ốc đâu. Ok, ốc, ok, bố gắp được ốc nhá. Ốc cảm ơn đi. Bố bắt tôi to đây nè. Bắt được mẹ nữa. Ở đây thì có bố đổi. Tôi làm miếng nó thèm quá các bạn ơi. Thịt, bún, rồi kim chi, không thể thiếu kim chi được các bạn ạ. Lâu lắm rồi không được ăn nướng. Chấm. Nướng cá. Cái nướng đi, cháy bên trong đó, bên mất lòng ý. Các bạn ơi, chấm với nước sốt này. Nước sốt này công nhận ngon, thật quán này ngon nhất là nước sốt. Nước sốt. Ăn cấm mời các bạn. Các bạn ơi, các bạn. Quá là ngon luôn các bạn ạ. Lâu quá không được ăn quán các bạn. Ông ba bố ăn quán này nữa. Lâu rồi. Bố con ăn xúc xích ngon quá. Ui ngon quá mà cắn được miếng bé xíu đấy à. Cắn to lên. Con ngay ngoài này ăn ngon hơn à. Con cắn đi. Bây giờ đến lượt tôi nhá. Tôi người cuối cùng được ăn, nhìn chồng con ăn thèm. Em ăn gan à? Các bạn chú quay hơi tối các bạn thông cảm nhá. Đó. Nước chấm nào. Chấm nhẹ mà các bạn. Mời các bạn ăn cùng tôi nhá. Muôn cùng. Các bạn ơi, chưa nhá đã thả like ngon rồi nhỉ. Sướng nhá. Đấy, suốt ngày mắng chồng con mà suốt ngày đi đớp một mình không đưa vợ con đi. Thế hôm nay đi đớp rồi từ đây về đừng có mắng nữa nhá. Bớt đớp lại đi. Đấy, các bạn thấy đánh đá không?
quá là đánh đá luôn. Mồm thật các bạn ạ, đồ ăn đang ngon, một mâm này nó hơi nhỏ các bạn ơi, mỗi lần đầy cái đĩa này mỗi người ăn 2-3 miếng là đã hết rồi, hơi nhỏ, ăn kiểu đang ngon nó lại phải chờ đợi kiểu khó chịu thật. Này khéo góp ý với chủ quán làm cái mâm nướng này nó to hơn một chút thì hay nhỉ các bạn nhỉ. Bây giờ phải đợi lâu. Tôm đợi này có bực bội không? Tôm không bực bội à? Tép đợi này có bực bội không? Không quá. À, nó hơi lâu nhỉ. Nhưng mà không sao, ăn từ từ nữa không. Các bạn ăn thì các bạn ăn từ từ nữa không, ăn không lên nhẹ. Vội vàng quá nó nghẹn, đúng rồi đấy, tôm nó đúng rồi đấy các bạn ạ. Này. Con ăn nhẹ đấy. Cái này bảo cũng là bảo lâu nhưng mà thực ra mình cũng chỉ 2-3 phút là ăn thôi. Thì mình vừa lưỡng vừa nói chuyện là nó chín là vừa các bạn. Ba đứa con là tôi thì con ốc thì cái gì nó cũng phan các bạn ạ. Và thằng tép này thì ít phan thịt, thằng tép này thì xúc xích thôi. Và thằng tôm thì dễ ăn cái gì cũng phan được. Và thằng này chuyên ăn cơm nước mắm. Mâm thịt lưỡng này mọi người biết có cái gì không? Có bò này, có thịt ba chỉ này, có gan này, có tim này, có lòng, có phèo của con lợn ấy, mọi người biết cái lầm không? Mọi người biết cái lầm con lợn nó rất là ngon luôn mọi người. Nhìn quá là ngon luôn. Úi giời ơi các bạn nhìn này, chồng tôi này ham ăn tục uống chơi miếng này. Khiếp sợ, ăn từ 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 thôi, không ăn dành đâu. Đập một miếng hết cái bát, sợ. Ăn tham đi, muốn tham không? Không, không, vẫn còn con chứ. Vẫn còn bênh. Bố là ngon ngủ các bạn. Đúng rồi, bố là bố của con. Lượn thằng kia đi bố. To thù lù đấy, đá còn mẻ cuối cùng các bạn ơi. Mẻ đây nữa là kết thúc rồi. Mọi người lo chưa, có ăn nữa không để bố gọi thêm. Ôi giời, với có ăn nữa. Được không? Ăn nữa. Rồi. Rồi các bạn ơi, các cái tôm nhà tôi ăn khỏe không? Lại phải chờ đợi rồi. Ông ơi, cho bố xin một miếng xúc xích được không? Có để ra để bố cắm. Cảm ơn ốc nhá. Đấy, con gái ăn rất là thảo luôn. Đẹp quá các bạn. Đợi chờ. Cái nước chấm này nó làm thế nào ngon thật các bạn. Có tỏi, có ớt, có bột canh, có tương ớt, rồi chua chua ngọt ngọt, ngon kinh khủng luôn. Từ lần sau chắc cũng thế các bạn. Từ lần sau chắc cũng hạn chế đánh kèo mấy anh em thôi. Để mỗi một tháng là đưa vợ con ra lại ăn một lần nhé các bạn nhé. Ừ, sao? Chứ cái tuần trước tôi đi đánh kèo không? 7 ngày mà 5 ngày đánh các bạn, 5 ngày đánh tối đi với anh em luôn. Bây giờ tôi hạn chế lại luôn các bạn. Hứa với vợ con thì là hứa với vợ con là mỗi tháng cho vợ con ra lại ăn một lần nhé. Em có tin tưởng anh không? Tin gì? Tin bố cho mẹ đây.
tươi sạch bách rồi các bạn. Rồi, mẹ con còn thích ăn uống gì nữa không? À, bố ơi, hay ra quán uống nước, uống trà chanh hoặc ăn kem gì đó đi. Trà chanh hay ăn kem á? Ăn thế này chưa lo vấn vấn đòi trà chanh hay là ăn kem các bạn ạ. Ừ, rồi đi ăn kem. Ăn nướng chán chê giờ đi ăn sứa chua chân châu Hạ Long. Này cả cả có cả cay cay, cái này có phải cay cay của chú Sán không Tu? Cái này có phải cay cay của chú Sán không? cái nào cái Sán làm mà cái sơ ly ăn cay cay với tôm tép lại sót là toàn là 2 triệu view mà ghê thật. Thế hôm nào đòi về gặp chú Sán đòi ấy nhá. Kèm mấy sữa chua chân châu Hạ Long đã ra đến nơi đấy. Đấy, mấy mẹ con thẩm đi. Mời các bạn ăn nha. Ngon không? Ra sao? Em được ăn cái này bao giờ chưa? À hình như bây giờ đi Quảng Linh ăn rồi đúng không? Ăn rồi. Ok. Ngon không? Ngon bằng dưới Quảng Linh không? Lâu quên vị đấy. Lâu quên vị ở Quảng Linh. Tôm tép ăn 2 cốc rồi à? Ăn tham thế. Kìa các bạn thấy thằng tép thằng con tôi kìa. Nó ngồi chân nó chống rông lên đấy. Như bú đòi luôn. Và các bạn ơi tôi không quay nữa, tôi cũng ăn đây. Thèm quá, thấy vợ con ăn mà thèm quá. Xong giờ gọi 40 kem ăn cố không hết luôn các bạn. Tôm ăn có một ít, nó ăn một ít, ốc ăn một ít. Có chắc là tép vừa lấy ăn ít thịt là đang cố hết một đấy à. Cố hết một ly à. Chắc ăn giỏi đấy. Rồi rồi, thế hôm nay mẹ con cả một ước mặn nhá. Cho đi ăn nhá. Con sẽ thích ăn thịt thôi. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay chỉ là một clip với vlog bình thường thôi nhé các bạn nhé. Bố ơi là bố. Rồi mọi người cảm ơn các bạn đã xem video đi. Con sẽ tránh ngoài. Cảm ơn các bạn chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video đi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye các bạn nha.